Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cắt dán một cái ô tô khách bằng tay thủ công này. Bước đầu tiên, ta vẽ khung ô tô lên giấy. Bước tiếp theo, ta dùng kéo cắt nó ra. Gắn chiếc ô tô lên giấy. Tiếp theo khung ô tô lên giấy. Dùng kéo dán nó lên. Ta dùng kéo ra cắt cái khung cửa ô tô. Tay cầm từ một tấm bề trên như thế này, ta có thể cắt bánh ô tô. Bức tranh thêm sinh động hơn.
80. Vậy 80 đi. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong chiếc ô tô khách. Video của tôi đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.